Tới bãi này các bạn, tới bãi chuẩn bị mình xuống cái thuyền này, xuống cái thuyền này các bạn, ok, giờ xuống thuyền cái nha. Đó là cái quang cảnh chỗ sông này nè, sông này cũng là một nhánh của sông Columbia của Oregon này nha các bạn. Đó, đây cũng có nhà bè nè, giống như Việt Nam mình thôi. Đó. Thì mình đang xuống tàu đó, để chuẩn bị mình bơi ra, đi ra giữa sông. Thì trên chiếc thuyền mình cũng có gắn động cơ nha. Cảnh đây nè, trời nắng, mặc dù nó 26 độ thôi nhưng mà nắng rất là oi. Vậy này mình treo leo mình ra phía ngoài đó đó, mình ngồi mình câu cá kiếm chỗ nào mát mát mình đậu đó. Bạn này đang cái máy lên nè. Hôm nay là so ra nước nó rút nhiều nha các bạn, bình thường nó lên tới mí bên trên bờ luôn, bữa nay rút nhiều nè, rút nhiều lắm. Bình thường mấy cái cây đó nghĩa lú chút xíu thôi, hôm nay là lồi lên cả 2 mét, gần 2 mét. Hoàn cảnh trời rất là nắng. Hả? Quá nắng luôn. Mặc dù có 26 độ C rồi đó mà nắng thấy sợ không? Nắng là nắng ôi luôn. Giống như nhà bè Việt Nam mình đây nè, họ có trồng trồng cây cây thông. Sông này bề ngang nó cũng rộng, bề ngang chắc khoảng 40-50 mét có, 40-50 mét có, rộng. Chỗ này mình câu thử chỗ này trước nó sao nha. Giờ anh em chuẩn bị lưỡi câu.
bên đó là cái nhà nó để nó sửa tàu thuyền các bạn, sửa tàu thuyền. Đó, bên đó là cái đó, bên kia lúc trước mình cũng câu bên kia cá rất là nhiều, nhiều lắm. Tới cái mùa mà lạnh lạnh nó câu cá bên đây gọi là white fish, thì cá trắng. Đó, mình đi bao nhiêu ba lưỡi thì mình khi lên ba con, một chùm gì nó lên ba con lúc rất là nhiều. Nào thì chỗ này giờ mình lên lưỡi trước nha. Đó, mới xuống là dính. Ô hụt à. Nhưng mà cá nó giờ chỗ này chắc có chiều hướng tốt nè. Sao hồi dính nhiều thôi. Mới xuống rỉa, mới rỉa thôi, giật khá nhanh. Đó, giống như đang ăn nè các bạn. Mới nhấp nè. Đó, bạn thấy không? Nhấp nè ha. Đó, đó. Đó. Cầm giùm cái bình. Kéo đi, nghe. Biết nữa, nó nhấp quá. Nhấp quá. Bây giờ nó nhấp mấy lần rồi. Dính không? Dính phải không? Dính rồi. Chắc chê rồi. Nhấp gì mà. Wow, cái trê nha các bạn, trê vàng. Đó. Gỡ đi. Trê vàng ha. Ở đây con cá trê là con nào nấy nè, từ dậy đổ lên không. Rất là to. Nhưng mà cá trê bên đây á, mình ăn soi ra là không ngon cá trê Việt Nam mình nha. Việt Nam mình ăn nó béo hơn, còn bên đây mình ăn nó không ngon cho bằng. Hả? Bỏ vô đồ ăn luôn rồi. Đi trê đem theo trái cây để mình ăn. Bỏ vô trái cây luôn. Tại đem theo dưa lưới của bò. Quăng bên đây đi thôi giờ. Trê đi nhiều lắm, trê đi nhiều lắm. Bây giờ bên đây cần này cũng nhấp mấy lần, bây giờ khục mấy lần rồi nè. Mình thì mình đi lưới bự thôi, dính cái đáng còn không dính thôi. Nữa nè. Mới giật rồi. Nè, giật rồi nè. Nè, mình kể dựng cái mình. Dính không? Đó. Cách nhau khoảng 5 phút tới giờ các bạn. Bây giờ cần bên đây chưa ăn nha, ăn nhấp thôi, nọ cá trê nữa. Đây là mùa đây cá trê nhiều lắm. Đây, các bạn thấy không? Trê con nào lấy một lứa một rồi. ba ngón tay không nha. Nãy nó ụp đó hả? Lúc trên kia hàng cây, lúc trên kia một bụi này lên tới bụi trên kia, bụi thứ hai trên kia. Xa quá. Nãy ụp đây cũng quá trời nè. Không, con này nhỏ, con nặng bự, con nặng lên nước luôn á. Vậy đó hả? Con nặng mà nhìn xa thấy như là bự lắm. Sông này cũng có stơ trình là cá tầm, đúng không? Tầm á. Ừ, cá tầm. Cá tầm á. Bên đây á, cá bên đây cá tầm là nó bắt theo mùa nha bạn. Các bạn, tức là mấy cái đó là phải mua cái license hết, tức là giống như giấy phép của mình vậy đó. Thì mình mới được bắt, mà nó bắt được có mấy ngày thôi. Đó. Mà bắt phải đúng sai của nó, mà nhỏ sai phải thả, mà to quá mình cũng phải thả. Thì cá đó nó quý lắm. Bên này là cá tự nhiên không à. Kể cả mình đi câu như vậy nè, mình cũng phải có license, chứ không có thể nào mình muốn đi câu được. Ở Việt Nam mình thì câu thoải mái, còn bên đây là tất cả gì cũng phải có cái license hết. Dính ra. Cái dãy bên đây thì em ăn dữ. Chắc chê đúng không? Chê nhiều. Trê vàng. Đó, giật cả. Trê, trời ơi, nó bự ra. Nó bự cho ba lửa luôn. Quá trời. To quá trời to. Bỏ có hai con kia nhiều. Bự nhiều. Quá trời cái chị.
Đây nguyên bầy ở đây. Mấy cục chì rồi. Vậy? Chỗ cột ấy quá. Nó có chì sao chìm được. Mất chì lúc. Ừ. Hai vậy? Đứt cái chì sao? Đứt chì. Ừ. Bự rồi, nó bự gấp đôi, gần gấp đôi kia. Quá trời. Bự à? Chà. Má cái chép không chừng. Chép không? Chép quá, chuẩn giật sẵn đây. Đấy thì cứ kéo lên, đâu kéo đi. Ừ. Cá bự rồi. Nặng không? Nặng. Cá chê, cá chép mặt nặng. Chê mày ơi. Nó chê, chê bự lắm. Ừ, chứ... Có con bắp mà. Nhưng mà chép, mày có câu tôm mùi ấy nữa mà. Ừ. Ừ ha. Rồi, bự, 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 bự. Cá bự. Thủ vật dứt lên, thủ vật dứt lên, chà chà, wow 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 wow, cho nó xả mô pin đi. Ừ, ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy, chà, kéo thuyền qua vòng vòng luôn vậy, chà, rung cần luôn à, rồi cho quăng câu luôn à, rồi, wow. Lần bự à, cái này bự rồi. Còn cần luôn. Dạ, ghê, giật dữ à. Kìm nó dịu đó. Lắc nó lên thôi. Ừ. Cá chép. Ghê vậy, ghê vậy. Hoặc cần câu dữ vậy. Chà, chà. Quá trời vậy. Chơi, chơi, chơi. Dữ gì? Nó bị hỏi cái chép rồi mời. Cứ lên đi, lên dây luôn đi, kệ đi. Còn mình nó dịu mà. Dịu dịu mà dây nhỏ. Chà, cá là to rồi nha. Con nó quặt luôn nè. Nó kéo xuống mà phải nhiều nó. Dây mình hơi nhỏ phải không? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, nó kéo kìa. Quá trời vậy. Không biết dám tư trình lắm mà. Cái gì? Lên cho coi cái coi. Lên coi. Mình giật sự sẵn. Hả? Nó mạnh quá. Thì nó mạnh rồi, cá to mà. Trời ơi, quật ăn câu luôn các bạn. Được kìa. Giật giật bật 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 luôn. Đó, đó, đó. Thấy không? Đó, 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 đó. Cá chê, cá chê các bạn ơi. Cá chê bự lắm. Cá chê, cá chê. Catfish. Trời ơi. Từ từ, từ từ. Trời ơi, cá thụn luôn các bạn. Cá thon luôn, cá bự quá trời luôn, cá này to lắm, quá trời cá, quá trời cá, đây bạn thấy không, cá nè, nó quá trời to luôn, con này hết hồn cá luôn á, cứ diều đó, diều đó, kinh khủng con cá luôn, đó đó đó, thấy không? Trời ơi, kìa, nó kìa. Quá trời to luôn, cá này coi kinh khủng luôn. Ê. Má đừng có vuột nha. Quá trời cá luôn rồi. Trời ơi. Má nó mạnh ghê trời. Quá trời mạnh luôn. Đây nè, các bạn thấy không? Hả? Vừa lên là tôi ấy liền. Rồi. Rồi, lên rồi các bạn ơi. Trời ơi. Cá hết hụn cá luôn. Nó nặng mình kéo.
quá trời cá này kinh khủng luôn nè, trời ơi nhìn cá mập quá trời kéo mà sợ vuột luôn, rung luôn rung tay, trời ơi anh nè quá trời cá luôn, kéo rung tay luôn vậy, trời ơi catfish. Thì bữa hổm nó giật cái phực á, vừa mới thấy chưa gì là nó giật cái phực cái là chắc bợp trúng mép thôi. Rồi rồi con cá nè. Cá này bự nhất rồi. Trời ơi quá trời. Cá này chắc 7 8 kg có à. Cá này bự quá bự rồi. Quá trời nặng tay luôn á. Kinh khủng kinh khủng. À. Trời ơi. Kéo bụng tay luôn á. Thôi kệ, dù sao không có clip để quay cho anh em coi. Quá đâu trời con cá luôn, xứng đáng. Đâu nghe dính cá bự. Cá xứng đáng, cá xứng đáng. Thường thường mình câu ở đây á, cá khách thích này có nhưng mà cũng nhỏ này nhỏ không nhỏ nhiều á, nhỏ không cũng không phải nhỏ nhiều đâu, nhưng mà con này nó quá trời to luôn nè, to quá kinh khủng thiệt. Trời ơi đây nè, không chỉnh mobile là không cách nào ăn nó thì được. Đó nếu mà không dìu nó là xong luôn, không dìu nó là xong luôn. Quá trời con cá luôn, xứng đáng hưng phấn liền. Quá trời, đây cần thủ. À, ghê chưa? Giờ nó móc vô luôn. Trời ơi. Móc lưới vô luôn. Trời ơi. Tao bị tao nghi là con catfish chứ con cá chép đâu có giật vậy. Cá chép thì cũng có con bắp á. Ừ. Nghĩ đâu thấy cá chép đâu nghĩ là catfish đâu. Trời ơi, con cá nè. Kinh khủng luôn. Xứng đáng. Quá trời. Gỡ đi. Sự đáng đồng tiền luôn. Cá này trời ơi, về mà nấu hả? Canh chua một cái là khỏi chạy luôn các bạn. Kho đồ, kho dạng kho kẹo nó cũng ngon nữa. Ngay hơn. Ừ, công nhận mà là không, cá này bự thiệt. Bự kinh khủng. Ở kỹ thiệt, cẩn thận nha. Yêu cầu mới vô vợt là mình thấy an tâm mà. Còn nó nằm ở dưới mình cũng còn sợ lắm, nhiều khi nó đi bập 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 luôn á. Ờ. Vậy mình nhỏ quá, mình sợ nó mít. Vậy mình không có đủ lực tới mức độ con cá vậy, mình không nghĩ thế. Ô, cá to tới mức độ gì đâu, khoảng 3-4 kg thì ok, mà con cá này chắc 7 kg có á. Quá trời con cá kinh khủng. Rồi anh Thắng mà anh thấy con cá là anh hết hồn cá luôn. Hả? Trời ơi, để nó nằm trong vợt luôn đi hả, chứ để vô xô này cũng vậy à, hay sao? Được tiền sao cũng được. Không nuôi, tại sao nó tại sao nó dãy á? Tại nó còn thấy nó dãy, nó còn đủ lực á. Không, trong vỏ thì trong vô. Ý nó vỏ vô xô nè, vô cái này nè thì nó dãy, sợ mình nó văng ra chứ. Trời ơi cái đầu con cá nè. Quá trời. Xứng đáng đồng tiền. Bát gạo. Rồi con cá này á. Mọi người bên đây mà thấy là khoái lắm. Thì cá tự nhiên mà. Catfish. Xong này á, lúc trước á, mấy ông Mỹ ông thấy mình ổng đâu nghĩ xong này có cá này đâu, mà tới chừng nhóm mình câu dính cá này ổng nói ủa xong này có catfish nữa, mà mình dính bên mình nhóm mình là dính liên tục luôn đó, dính hoài luôn. Quá trời con cá kinh khủng xứng đáng. 1 gan 2 3 gan rưỡi của mình á. Quá trời mặt từ rối luôn kìa. Được. Không, bây giờ cần nhỏ dây nhỏ mình dìu, mình gán từ bắt được. Ừ. Không, sâu vậy nó xứng đáng, ok nè. Trời ơi, cá tự nhiên. Ở đây sông này thì không phải là nó có cá nhiều lắm đó, nhưng mà để câu dính cá to cả vấn đề. Sông quá lớn đi đó. Trời ơi, bữa hổm mình cũng câu chỗ này cách đây khoảng mấy ngày á, là ăn xong mình kéo, chỉ cần kéo nhẹ thôi nó chỉ cái bực cái đứt luôn, nó vuột lưỡi luôn, tức là nó mạnh quá rồi, do đó nhiều khi nó ăn mép á, to nó dậy đó, thấy chưa? Quá trời, xứng đáng, nhọc như giống như cá mập vậy trời. Quá trời cá luôn, xứng đáng đồng tiền. Ok, có động lực là dính tiếp ha. Ghê thiệt. Sát thủ cá chê. Hả? Rồi lên nữa. Mới cái này nhỏ hơn. Ghê vậy. Trời đó luôn.
chỗ này lúc trước mình cũng dính catfish cũng nhiều lắm, dính kỷ lục, ghê quá trời. Trên đó đường xe chạy giống đường làng. Rồi giờ mình lựa mấy con sống mình thả, lấy con catfish được rồi, con to được rồi. À, mấy con này thả đi, à, cho nó xuống nó sống lại đi. Con này chết rồi. Con nào chết thì mình đem về mình phân. Thả, thả bớt, thả hết. Đi đi ha. Con bự này nè. Con ngồi nó sống à. Nó đang mệt á, đi quý á. Con ngồi nó sống nào. Con con này đi. Con này chết rồi. Con này chết rồi. Lấy con đó thôi. Cái con bự này thôi. Thì về cá trê mình cũng ít ăn lắm. Trê mình ít ăn lắm. Giờ thôi thả đó. Dính rồi hả? Dính chê hoài vậy? Dính con bự đi. Mình đang thả cá chê mà. Dĩa ở đây nữa hả? Dĩa nữa nè. Đó. Cá chê không? Hình này cũng cá chê. Thì không tại mình đang cầm một tay dính 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 cá chê ở đây, cá chê đủ quá trời luôn các bạn. Chê không chứ dèm không vậy không á, quá trời quá đất vậy không. Tôi thả tiếp mở lưỡi ngay. Gớt luôn cũng được nữa. Giờ này hiện tại bên đây là 7 giờ, gần 7 giờ rưỡi rồi các bạn. Mà nó nắng giống như 4-5 giờ chiều mình Việt Nam vậy nè. Nắng chói chang luôn. 7 giờ mấy tối bên đây đó. Nắng vậy đó. Quá trời nắng. Thường thường giờ bên đây tháng này á, là khoảng tầm 9 giờ nó mới sập tối. 9 giờ tối á. Bắt đầu nó sụp xuống giống như khoảng 6 giờ chiều, 7 giờ tối mình vậy đó. Quá nắng. Nắng chói chang. Đó, vậy để bên kia cũng có hai người đang ngồi chê dù, ngồi câu. Đó, xa xa bên cái đót đó đó. Chút trước cầu bên cái đót đó cá cũng nhiều. Mà cá mùa nó mùa cá trắng. Đó, ăn ở đây ăn đó nè. Trê không ở nay giờ quá trời chê 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 vàng luôn, mà cá chê vàng mình cũng không cần lắm, mình chỉ cần cá catfish thôi. Con Vinh nè. Vàng nhiều lắm. Thường thường luôn nói trước vậy, mình đi câu cá chê vàng mình thả hết, mình chỉ catfish thì mình bắt thôi. À, mới lên thêm con cá này nè, chà bá luôn. Đó. Kéo mà nặng tay luôn nè. Anh coi nè, quá trời luôn. Không có ăn trời. Nhưng mà những người câu khác họ thấy họ bắt được, họ bắt hợp mình với mình. Quá trời cá. Thiệt tình, ăn tới trong luôn rồi. Vô trong luôn rồi. Gỡ nó cũng đuối ạ. Giờ nhỏ neo đi về trễ rồi, 7 giờ rưỡi rồi, về nghỉ ngơi làm cá rồi. Bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha các bạn. Xin chào các bạn.